hai vị khách mời của chúng ta sẽ được giới thiệu. Thuận Nguyễn và Diệu Nhi. Skin BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Ủa Nhi, nó nghe này, dạo này thành phố mình ngập lụt lắm, sao mang đôi giày chống nước vậy? Dạ đúng rồi, dạo này đang mùa mưa cho nên em sẵn mang đôi giày vậy luôn. À rồi mới đi đâu về mà ai dò đầu em xù quá vậy Nhi? Cái này cái style make up lả lơi á. Trời ơi, tóc mình kiểu cái style make up lả lơi cho nên đầu tóc nó hơi rối vậy đó hả Nhi? Dạ đúng rồi, kiểu nó bù xù nhưng mà mình cứ kệ nó, mình đừng có dán cho nó ngay ngắn. À ai biết đâu, tại giờ này nghe nói là anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó, nó thành ra là nhiều khi em cũng rối đầu rối tóc này kia, bù đầu bù cổ phải không dạ, em? Dạ thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. Một cái sự phủ nhận trắng trợn, phủ phàng quá. Mà Thuận Nguyễn ơi, tại sao em đẹp dữ vậy? Em bước ra em đẹp quá. Dạ em cũng không biết tại sao em... Ủa sao vậy? Ủa sao anh Nghĩa sao vậy? Anh Nghĩa đứng thì đứng một mình thôi, em bên đây mà. Cũng không có cân xứng lắm đâu. Dòm như vậy hợp nhãn hơn. Hợp cái màu thôi em ha. Dạ. Chứ về chiều cao hay về sắc dốc hay về cái gì nó cũng khác xa nhau dữ lắm. Em thấy mọi người nói sao vậy, Nhi cũng đẹp mà. Em đẹp không cần son phấn, duyên thật xinh rất hiền. Bây giờ là hai khách mời của chúng ta đã ra đây rồi. Không biết rằng là hai chủ nhà Trấn Thành và Trường Giang muốn mời ai về đội của mình đây? Dạ em nói trước, trái tim của em nghĩ sao em nói vậy, em là người chân thành. Thuận, em quá đẹp, thấy không? Em mặc bộ đồ ra rất là sang trọng, sang đậm đẹp. Em thấy không, ngày hôm nay anh cố tình mặc bộ đồ đẹp như vậy, thấy không? Anh nghĩ là em nên về đội anh Giang. Tại vì em nó đẹp vậy rồi, em không nên về đây để làm lu mờ bộ đồ đẹp của anh. Anh Nghĩa, một cái tát vô mặt em. Thuận Nguyễn về đây, chẳng lẽ em ngồi em đứng lên đây với bằng Thuận Nguyễn ngồi hả? Bây giờ thế này nè, em thấy Diệu Nhi á, hôm nay Diệu Nhi chính giữa có một cái miếng bánh in hình vuông rất là lớn mà. Cái này em, hả? Ờ, được, đó là cái bánh in anh. Vậy hả? Nên em nghĩ là em là cái người mà thích ẩm thực nên Diệu Nhi hợp. Không, mà mình phải nói một điều là Diệu Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À vậy. Đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. Cái này mới chấm hát nè. Nhi, không mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi. Một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe, đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi. Em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đó. Lời không yêu hay buồn, chẳng là yêu hay không yêu, không yêu không yêu em thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à mà mọi không, người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Không phải, tại vì cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là cái gì? Là bu vô rồi dít em đó. Trời ơi. Vậy thì bây giờ em có muốn là về đội của Trấn Thành hay không? Thực ra nếu mà bây giờ em quyết định về đội của anh Thành luôn thì em nghĩ anh Giang sẽ buồn và bứt rứt lắm đúng không? Không có đâu em, anh vui lắm. Chưa? Chi vậy? Tạo sự nguy hiểm chi vậy? Đâu có ai cần em đâu. À vậy anh Thành vẫn muốn em về của anh chứ hả? Về giỡn anh nha. Cách đây vài phút. Dạ vậy thôi em sẽ chọn về nhóm của anh Thành. Ủa vậy hả? Vậy thì mời Diệu Nhi về với Trấn Thành, Thuận Nguyễn về với Quỳnh nha. Dài quá. Đi, mang mình giới thiệu những người khách mời ra đi. Sao có ba người vậy, còn người kia đâu? Nhưng còn thiếu một người nữa. Mà khách hàng này là, mà khách mời này là đặc biệt lắm. Khách hàng đúng không em? Khách mời này sao? Khách mời này đặc biệt lắm. Hoa hậu. Hoa hậu à? Hoa hậu. Tới từ Venezuela.
Chương trình xin chào, nhưng mà khách mời đặc biệt không vậy? Wow, đúng rồi đó thì mời mấy người bình thường đi chứ mời đặc biệt cặp quá. Cặp này là được rồi nè, đó nhìn nhìn hợp lý nè. Còn cặp của anh mà đi một khách mời hoa hậu làm sao mà anh... Ủa, hoa hậu bộ ra là đi với mấy người hả? Đi bên này. Đây nữa. Đối với những người mà vừa cao vừa đẹp như tôi, tôi đã hiểu là chương trình mời tôi vì lý do gì rồi. Ở đây em nghĩ đi các bạn, ai xứng hoa hậu bằng anh đó? Bây giờ quan trọng là phải mời cái bà hoa hậu ra, bà ra làm sao quá. Để coi bà chọn quá. Ai xin mời hoa hậu đến từ Venezuela, diễn viên Diệu Nhi. Nhi khổ gà nè. Anh này em hình ảnh em bay xa chồng thôi, ba của tiểu của em à. Thì bữa nay giận như bà tiên két vậy. À, ngày hôm nay là em mặc bộ đồ này là bởi vì em muốn chương trình tươi mới hơn. Mình bắt đầu chương trình chứ hả? Bắt đầu đi hả? Nhưng mà từ từ, xin chào. Mình phải chọn đội cái đã bà ơi bà. Quan trọng là chọn đội nè. Tôi cho ý kiến. Đối với tôi, bây giờ ở trong đội nào cũng không còn quan trọng nữa. Không còn quan trọng nữa. Tại vì tôi đến với chương trình, tôi đã cái trách nhiệm của tôi, cái sứ mệnh của tôi đã là đẹp. Cho nên là tôi đẹp là tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Khoan, bà từ ba đứng mình qua đây. Ba đứng mình qua đây. Rồi. Nguyên qua đây. Trời, thật ra là bây giờ cái người quyết định không phải là Bình nữa. Đúng rồi. Mà là hoa hậu. Hoa hậu. Anh muốn qua bởi đâu? Thật sự là không muốn qua. Vậy anh Thành qua đi. Trời ơi. Em còn thậm chí chưa hỏi ý kiến của anh nữa đó. Xin lỗi. Anh muốn qua bển không? Muốn qua lắm. Thấy chưa, hai anh lúc nào cũng muốn giành giật ngồi với em đúng không? Em sợ là hai anh buồn. Ủa vậy? Có bộ hợp lý hơn. Những chàng trai đẹp vẫn có thể hợp lý hơn là ở với một cô gái quá nhiều màu như vậy. Rồi, ai muốn qua đây ngồi với em? Trời ơi trời, bà làm vậy người ta mới không qua đó bà. Trời ơi. Xếp thành gạo thành tranh, rồi viết chữ trên gạo là những cái chuyện mà phải những người nội tâm sâu sắc như Trịnh Thăng Bình thì mới làm. Còn biết chú Trịnh Thăng Bình không? Múa lên, bấm huyệt. Dạ. Dạ. Tại sao lại là hướng dẫn viên du lịch An Giang mà không phải là hướng dẫn viên du lịch Hậu Giang hay là Tiền Giang? Tại vì quê nó ở An Giang á. À, tại vì quê ở An Giang đó. Mình công nhận dễ thương ghê á. Đó. Sang chấn tâm lý em phải thông cảm cho anh. Xem cười dữ hay nhi. Chán. Tại ngày xưa lúc mà em còn nhỏ, lúc đó là em thần tượng anh Bình đi hát lắm luôn á. Giờ em không tin anh xạo nha, em mất cười. Mất thần tượng ngày xưa nghe. Và kết quả chung Nam An chúng tôi là mới đi không nổi. Trời đất ơi trời. Người ta đang đi ơi, mày thần tượng cái gì vậy nhỉ? Nếu nói về tài năng của bé Long thì chắc chắn là thể dục nhịp điệu. Bé nó tên là Phan Hoàng Long chứ không phải là Phan Hoàng Loan em ơi. Cười nốt. Anh Bình đang nói cười gì đó. Em nhắc tươi giang ngời, đừng bừng trong nắng mới, cho bình minh rực rỡ tràn hòa khắp nơi, cùng nhau ta sẽ làm nên cuộc đời.